quay trở lại con nick ở server 757 gà chiến văn. Thì trước khi vào video thì mình cảm ơn anh em luôn ủng hộ ha. Mấy hôm nay thì nói chung là cũng hơi bận với lại mưa, thành ra là không có quay được video nhiều ấy các bạn, tại vì mưa cả ngày thôi. Thì hôm nay là tranh thủ review cho các bạn xem một con nick ép cấp cài chai thôi nha mọi người. Cái video này thì cũng không có đấm đá gì hết. Thì nếu như mà anh em nào đang có nhu cầu tìm nick nạm mốc, giao dịch trung gian, thanh lý nick, bán hộ nick hay là cần cài thuê văn được các thứ đó, thì các bạn liên hệ với Cú sang Zalo hoặc là Facebook hoặc là số điện thoại mình có để ở phần mô tả và ở trên video dùm Cú nha. Cú chỉ xài duy nhất một số điện thoại và một Zalo thôi nha các bạn. Ngoài ra tất cả những cái khác đều là giả mạo nha anh em. Cho nên là khi các bạn cần gì thì các bạn chủ động inbox vào Zalo dùm Cú, thì lâu lâu Cú sẽ phản hồi các bạn nha. Chứ các bạn đừng có gửi kết bạn rồi đợi mình chấp nhận thì sẽ rất là lâu. Tại vì hiện tại thì Zalo nó đã đầy bạn bè khá là lâu rồi mọi người, cho nên là không thể nào mà chấp nhận hết liên tục được. Cho nên là mong anh em thông cảm, thì các bạn cứ inbox đi thì Cú sẽ phản hồi các bạn. Và khi nào đến ví dụ đến giao dịch các thứ thì Cú sẽ cho xóa bớt những bạn mà cũ đi và sẽ chấp nhận những bạn mới á. Thì nói chung là nếu mà có vô tình xóa những bạn khách quen cũ nào đó thì khi mà các bạn cần lại Cú thì các bạn vui lòng inbox lại giùm mình và thông cảm giùm Cú nha. Tại vì bạn bè thì nó kiểu giới hạn á mọi người, cho nên là hơi khó. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ vào con nick ở server 757 gà chiến văn ha. Thì đây là một con nick cài chai. Cài chai có nghĩa là chưa từng nạp xu luôn á. Nhưng từ đầu thì Cú không biết là bạn ấy có nạp SMS hay là có nạp kim cương hay là có nạp theo cái hình thức nào hay không. Nhưng mà như Cú nhìn thấy thì hiện tại ở cái phần nạp lần đầu này nó vẫn còn, thì mình vẫn quy định nó là cài chai nhé mọi người. Cài chai các bạn nó không nhất thiết là không nạp đâu, tại vì nó sẽ có hai luồng suy nghĩ thôi. Tức là có một số bạn hiểu cài chai tức là không nạp bất kỳ một cái gì cả, không nạp dù chỉ 1.000. Còn cũng có những bạn mà cài chai tức là họ chỉ nạp ở một khoảng thời gian nào đó, xong rồi một khoảng thời gian sau thì họ không nạp nữa, thì họ cũng được gọi là cài chai, hoặc có thể là họ nạp ít. Nói chung là tùy vào mỗi người suy nghĩ thôi, cho nên cái này thì tùy vào mỗi người thôi nha. Để không thôi các bạn lại cự cãi nữa nha mọi người. Thì đây là một con nick vẫn còn zin về cái phần nạp lần đầu. Thì chắc chắn khi mà Cú show con nick này lên cho anh em xem thì Cú không sợ kích VIP rồi, cái đó nói thật. Tại vì kích VIP thì các bạn cũng biết nó sẽ làm xấu đi con nick. Và đối với Cú thì lên đây show cho anh em tham khảo vui vẻ giao lưu. Và mình cũng không muốn con nick mình show lên bị kích VIP. Nhưng mà một khi đã show lên video thì không còn gì để sợ nha. Và cũng mong là anh em đừng có kích VIP những bạn ép cách mà cài chai nữa. Thật sự là tâm huyết người ta rất là nhiều. Các bạn vừa nạp tiền, các bạn vừa chơi, tâm huyết các bạn ví dụ 10 phần thôi thì tâm huyết của những bạn cài chai nó gấp nhiều lần như vậy nữa. Tại vì người ta yêu thích kiểu như là cài từ từ và không có nạp á các bạn cài chai. Cho nên là họ lên lực chiến và họ tích đồ rất là khổ và họ cài rất là lâu. Cho nên là một cái con nick mà nó hoàn thiện như thế này á các bạn thì nó sẽ rất là mất rất là nhiều thời gian và tâm huyết luôn. Cho nên là khi anh em kích VIP thì anh em sẽ phá hỏng đi gọi là cái sự mà quyết tâm của người ta luôn á. Nhưng mà con nick này thì hiện tại là mình thu về bên Cú rồi, cho nên bây giờ các bạn mà kích VIP là tim mình đau nhói luôn nha mọi người. Và kể cả những bạn mà Cú nói thật, những bạn mà chủ nick tạo ra những con nick như thế này nè, khi mà họ bán đi là nó cũng sẽ có một cái lý do gì đó, chứ ít khi nào những cái con nick cà chai này thì thật sự giá trị của nó cũng không quá cao nha các bạn. Cho nên là bán đi cái tâm huyết của mình thì thật sự là thứ nhất là có thể là bạn ấy có một cái con ép khác nó tâm huyết nó đúng ý hơn, hoặc là một cái điều gì đó thì mình không biết. Nhưng mà nói chung là những bạn đó khi mà nhìn lại những cái nick cũ của mình thì cũng đảm bảo với anh em là họ vẫn có sự gọi là tiếc nuối và kỷ niệm ha, kiểu như vậy. Nhưng mà ok, hôm nay vào tay Cú rồi thì cứ review thôi, chứ bây giờ đợi tới trưa quay giải siêu cấp thì Cú sợ là bảo tới không có quay được. Rồi ok, đầu tiên thì Cú sẽ truyền động lực cho các bạn bằng cách là Cú sẽ show một cái con nick chưa hề nạp như thế này cho các bạn tham khảo ha. Đầu tiên thì vũ khí của nick này có cho mình đó chính là VIP thương cổ vĩnh viễn nha. Thì cái điều này cũng là một cái điều khá là bất ngờ khi mà một cái con nick không nạp xu tại sao lại có những cái vũ khí, tuy là nó không thuộc hạng gọi là cao cấp, nó chỉ là một cây VIP thương cổ bình thường thôi, nhưng mà nó vĩnh viễn thì đây cũng là một điều rất là đẹp và rất là ok cho cái con nick cài chai của các bạn. Thì cái VIP thương cổ này cũng không biết là bạn nick bạn ấy lượm được ở đâu, nhưng theo mình biết thì VIP thương cổ vĩnh viễn thì sẽ đập từ bình ma ra, tức là bình ma này các bạn sẽ đập bình ma và nếu may mắn các bạn sẽ ra được cái cây thương cổ này. Và khi các bạn đập ra cây thương cổ thì nó sẽ có là vĩnh
quyển nha mọi người. Còn khi mà các bạn mở cái bình ba mà ra được whip bumerang thì nó chỉ có 7 ngày hay là 30 ngày gì thôi. Tại vì chính bản thân Cú từng mở được whip thương cổ và từng mở được whip bumerang luôn. Tuy nhiên thì đó cũng là chuyện 2-3 năm trước rồi. Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì không biết nó có thay đổi gì hay không. Nhưng mà theo như Cú biết thì whip thượng cổ khi mà các bạn mở ở trong đây ra thì nó sẽ vĩnh viễn. Và whip bumerang thì nó chỉ được 7 hay là 30 ngày thôi và các bạn không gia hạn được vĩnh viễn nha. Thì con nick này cũng nghĩ chắc là mở được trong bình ma, hoặc có thể là không biết cách nào bạn ấy có nữa, nhưng mà theo như cô nghĩ thì chắc là bình ma. Còn về phần nhẫn thì như anh em nhìn thấy cũng đang sử dụng là vòng tay xanh cộng 7 nè, một Venus cộng 6. Ôi trời, cái Venus cần lên cộng 7 rồi nha anh em, đã 15.400 trên 16.300. Có vẻ như là bạn chủ, những cái bạn chủ sau này gộp nhẫn lại làm cho con nick nó khá là xấu đi nha. Chứ theo như cú thì nếu như mà các bạn để 2 Venus cộng 6 thì nó sẽ xịn sò và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi mà các bạn để một cái vòng tay xanh này vào nha mọi người. Rồi ở bên đây thì hạnh phúc cộng 6 và một cái hạnh phúc cộng 5 thì được 2.100 điểm thôi. Thì đối với vương hướng mà cài chay không nạp thì thường thường là các bạn vào chỉ làm những cái nhiệm vụ mà thật sự là hạn chế, không có kinh nghiệm luôn, để các bạn không bị lên cấp. Và các bạn đa số là các bạn sẽ nhận được những cái quà điểm danh và những cái quà gọi là nhận mà thường thường không có dính tới ép với mọi người, cho nên rất là lâu nha. Ở đây thì kim cương cũng cộng 4 và được 678 điểm, tức là nửa đường rồi thôi mọi người. Và vũ khí là VIP thượng cổ như cô đã show. Và tiếp theo đó thì bên đây chúng ta cũng có vũ khí VIP bumerang nè mọi người. Thì gia hạn là các bạn sẽ không có gia hạn được vĩnh viễn nha, chỉ gia hạn được 30 ngày như cô show ở đây thôi. Và những con ép cấp như thế này thì thường thường đòi hỏi là phải có một cây super là đã ok rồi. Tại vì không nạp các bạn kiếm mạnh super mà dung điện được thì nói chung là nó cũng không hề dễ dàng. Cho nên là khi mà những anh em mà đã chơi những cái con mà ép cấp mà không nạp xu như thế này á, thì thật sự là anh em cũng đừng đòi hỏi nó quá cao cấp. Tại vì không nạp xu thì cái gì nó cũng trở nên khó khăn hết nha mọi người. Cho nên mà thí dụ các bạn có tìm mua những cái con nick giống như thế này thì mong là các bạn tôn trọng, các bạn mua cái sự tâm huyết của chủ nick á, chứ không phải là các bạn mua với giá thành. Tại vì một cái con như thế này thì thật sự về lực chiến, về đồ đạn nó cũng không gọi là quá VIP pro. Nhưng mà không nạp thì nó là một cái chuyện khác, nó là một cái tâm huyết khổng lồ luôn nha mọi người. Rồi ok, tiếp tục đó là phần thời trang. Thì hiện tại các bạn cũng thấy là Cú sắm cho nó rất là nhiều đồ như thế này để phối lại. Ở đây thì các bạn cũng thấy là đồ được những bạn kia mặc, tức là đồ nhân vật nam nhưng mà mặc đồ nữ vào nha mọi người. Cái này thì Cú cũng không biết là tính theo như thế nào. Bản thân Cú thì cũng không biết làm tên dài hay là nhân vật nam bận đồ nữ, nhân vật nữ bận đồ nam nha. Cho nên những cái vấn đề đó các bạn inbox hỏi Cú rất là nhiều, và bản thân mình không biết làm điều đó cho nên là mình không nhận. Và mình cũng không biết ai làm điều đó luôn. Tại vì khi mà các bạn làm, các bạn phải gửi nick cho cái người đó, và mình phải thật sự là cẩn thận và phải check kỹ xem là họ có uy tín hay không. Chứ nếu không, khi mà các bạn đưa những cái con nick mà zin trắng thì có thể là sẽ mất nick luôn. Còn những con nick thông tin thì khả năng bị đeo rất là cao nếu như mà các bạn đưa sai người nha. Cho nên là anh em thật sự thì có sao chơi vậy thôi, cũng không khuyến cáo các bạn gọi là tên dài hay là đồ nam thành nữ, nữ thành nam. Nhưng mà nếu như các bạn có những chỗ làm uy tín thì các bạn vẫn có thể trải nghiệm những cái này ha. Rồi ok, về đồ thì nói chung là cũng tầm thường thôi. Túi đồ thì nói chung là những cái đồ bình thường nha các bạn. Ở đây thì đã level 19 rồi. Cứ nghĩ bạn chủ nick trước chán là do lên 19 á, cứ nghĩ là như vậy. Chứ thường thường nếu như để 17, 18 thì cũng nhìn rất là xinh đẹp á. Nói chung là đáng lẽ là cái video này Cú sẽ lên 20 để chơi cái hồn sao luôn cho các bạn xem. Nhưng mà cái bạn bạn của mình á, cái bạn mà chủ trước mua nick này sau khi rã lại cho Cú á, thì bạn ấy nói thôi đi, để như vậy đi, để những anh em sao chơi. Chứ bây giờ Cú lên 20 thì thật sự là nhiều khi cài chay cái hồn sao nó không có nhiều. Nếu mà Cú lên không được 100k lượt chiến thì nhìn nó rất là phèn. Cho nên là mình cũng suy nghĩ rất là nhiều rồi. Ok, mình quyết định để yên như vậy cho những bạn sau. Ví dụ những bạn sao sở hữu thì mấy bạn ấy muốn làm gì làm ha mọi người. Cú thì cũng không, Cú thì thích phá thôi chứ không có tâm quyết nổi mà cài được như vậy đâu. Về phần ngọc thì hiện tại là sử dụng cái bảo kích thôi. Phần bét thì ở đây cũng rất là ok khi mà đã nuôi được cho mình là một con bét rồng level 70 nha các bạn. Và đột phá cũng rất là cao, đột phá đã 16.880 máu rồi nha mọi người. Đó, và cái tư chất của cái con rồng này thì cũng rất là ok, cũng rất là cao. Tấn công cận 800 mấy điểm, phòng thủ 700 mấy, nhanh nhẹn 600 mấy và may mắn 500 mấy nha anh em. Đó, vật tổ tiếp tục
tục là Mật Tổ thì cũng là 16, 18, 16. Nói chung là cài chay như thế này thì quá là hợp lý, quá là đẹp rồi nha các bạn. Chúc Phúc thì là vũ khí level 10, nón level 9, áo level 9 và trợ thủ level 9 nha các bạn. Kết ôm thì kết với một con level 10 thì cũng nghĩ chắc là cái con này cũng là một cái con cài chay á mọi người. Wow, level 10 VIP 1 nhưng mà nhẫn Mật Định Tình cũng là kim cương cộng 3 nha, chắc thế nhỉ. Rồi tiếp tục là đến kép sắt nha anh em. Kép sắt của con nick này thì nói chung là đá giáp vàng hiện tại là vẫn còn đủ để giáp áo nón và cả vũ khí. Tuy nhiên cú thì cú không có online, cú cũng không ngắm, cho nên là mình quyết định không giáp vàng, tại vì giáp lên rất là uổng. Ở những cái con cài chai và ép cách như thế này, cái việc mà các bạn tích lũy được 1.000 viên đá giáp vàng để giáp tán á, nó rất là khó. Cho nên là khi mà anh em nào trải nghiệm chơi vui thì anh em có thể giáp lên để nhìn ngắm nó ok hơn. Còn đối với cú thì cú không có vào, cho nên là thu vào bỏ đó thôi, chứ cũng không có tâm huyết, cũng không có chơi, cũng không có ra vào ngắm, cho nên là cú cũng sẽ không giáp vàng nha. Thay vì video cú sẽ giáp vàng cho anh em xem cho nó đa dạng hơn. Nhưng mà bản thân mình thì nói chung là cũng từng là một người mà không có điều kiện để nạp, chứ không có ý định là chơi chai nha. Nói thật là chân không có điều kiện để nạp, cho nên ép buộc phải chơi chai, cho nên là mình cũng biết là tích những cái món đồ nó rất là khổ. Cho nên là thật sự ví dụ mình chơi, mình trải nghiệm, mình thỏa mãn thì mình lại giáp. Còn nếu như không, bình thường mình cứ bỏ ở đây cho những bạn chủ sao người ta tâm huyết, người ta sẽ tiếp tục với một cái cách chơi nó hợp lý hơn. Thế các bạn, ở đây thì khí hồn cũng rất là nhiều. Khí hồn là 3, 5, 9, khoảng 90k nha các bạn. Nhưng mà cũng khá là ít. Thường thường thì ở đây thì các bạn chăm đi cái hết vui rồi này. Sau đó thì các bạn lại cái điểm Phật Tổ đồ các thứ á. Rồi ok, thì con nick ngày hôm nay mà cô đưa cho các bạn á, nó chỉ đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì để các bạn luôn nha. Rất là đẹp. Và cô rất là, phải gọi là rất là cực kỳ thích cái style này nha mọi người. Nhìn nó kiểu là highlight một tí xíu ha, vui vui ha. Ở đây đậu cái mũ cho thì nó cũng chất. Mà thôi, không đậu cái mũ đi, nhìn cho nó ghê hơn. Đó, cái là quá là hoàn hảo luôn mọi người. Và cái đẹp nhất là cái viết thượng cổ nha. Viết thượng cổ vàng lên thì nhìn nó sẽ chắc hơn. Nhưng mà rất đáng tiếc là hết giác vàng rồi mọi người. Tức là hết thời hạn á. Cho nên là chưa có giác lại. Bữa hổm thì khá là bận với lại mua hoài à. Cho nên là cú cũng không có giác được nữa anh em. Khổ vậy đó. Rồi ok, để coi còn cái gì để show cho anh em xem không. Hình như là tầm này thì nó chỉ như vậy thôi, chứ nó cũng không có gì nữa các bạn ơi. Tầm này thì đi sảnh rất là ngon rồi. Để cố thử đi vài trận sảnh cho anh em xem ha, cho vui ha. Dù gì thì nó cũng 19 rồi. Thì cũng hy vọng là anh em xem video này với tư thế là có động lực để anh em cài chai hơn. Và cũng xem như là vui vẻ thôi, chứ đừng có kích quyết. Kích VIP thì đối với cú thì bình thường, tại vì mình không phải là một người gọi là máu về cái phần cài chưa nạp xu hay cài chai. Nhưng mà chỉ thấy là hơi phí một cái con nick và một cái thời gian tâm huyết thôi. Cho nên là cũng mong là anh em xem video thì vui thôi ha. Chứ cú thì quyết định show lên đây thì cú cũng chả sợ gì nữa rồi mọi người. Với lại mình cũng đâu có chơi đâu. Cho nên là mình cũng khuyến cáo anh em là tốt nhất là thí dụ mà mình xem những cái nick ép cấp thì mình lấy động lực để mình làm, để mình ép giống họ thôi. Chứ mình đừng có chấp phép hay là này kia đối với những bạn ép cấp khác, chứ không riêng gì những cái nick này. Tại vì họ chơi rất là tội. Tại vì cú cũng có rất là nhiều người bạn chơi theo kiểu là không nạp xu và giống như thế này nè mọi người. Họ chơi rất là cực khổ. Mỗi lần on á là phải lắp đồ lại để có thể là làm phó bản hoặc là làm này kia. Còn mỗi lần ốp là phải tháo đồ ra ngay các thứ. Cho nên là chơi kiểu như là chơi theo kiểu là trốn chui trốn nhủi á mọi người. Rất là đau lòng nha, thật sự nha. Rồi ok, thì chắc là video của cú đến đây là kết thúc thôi. Thì hôm nay là mình cũng cảm ơn anh em đã ủng hộ và luôn ủng hộ mình ha. Cú thì vẫn do là vào mùa mưa rồi thì cú sẽ tranh thủ làm video thôi. Và hôm nào up được thì up, còn không được thì cú vẫn làm bình thường ở Zalo và Facebook là thu nick và bán nick các thứ ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em là sẽ có ngày mới vui vẻ nha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn là hẹn các bạn ở video sau. Chúng ta sẽ tiếp tục giải siêu cấp. Video này thì chủ yếu là lưu giữ kỷ niệm một xíu về cái con nick này thôi nha anh em. Rồi bye bye.